Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Thì ngày hôm nay shop đầu câu Nhật Bản Bình Định sẽ xin được giới thiệu với mọi người cái video 183, thì là bao gồm sẽ có tất cả là 14 con máy câu hàng Nhật Bản của em. Thì cái lô máy của em ngày hôm nay thì hầu hết đa số là những cái con máy dòng mà máy carbon đời cao, size nhỏ thôi, cho chúng ta câu khách, chúng ta câu lure, rê, linh xê, hoặc là ngoài ra thì sẽ có một vài máy size lớn từ 5.000 đến 9.000, dùng cũng là dòng carbon ạ. Và cuối năm mô bin sóng để mà cho khách chúng ta câu biển cũng được nè, câu đánh lục, sang cá lớn cũng đều được cả. Và phần còn lại thì hầu hết đều là những cái máy size nhỏ nhưng mà dòng carbon đời cao nhé mọi người. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship. Bên em có ship có toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000, khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách nào muốn chốt hàng thì sẽ gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo theo cái số điện thoại là 0974088309, hoặc là ghi comment bên dưới video. Thì đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người con máy đầu tiên ở đây em có nè. Thì máy đầu tiên này em có đây là một con máy có tên là Shimano Holiday Spin 1000. Máy này cũng là dòng máy carbon nha mọi người. Máy này cối thân là carbon, tay quay là kim loại như thế này, đổi được tay quay trái phải. Thì và mặt ngoại hình máy này thì có bị bong tróc, bong tróc nhẹ như này thôi, nó bong tróc như này ạ. Mà mỗi tội tay quay thì nó bị ố như này nha mọi người. Máy size nhỏ thôi, máy size 1000 nên ngoại hình máy sẽ nhỏ. Tại vì khi mà em muốn cho mọi người thấy rõ từng chi tiết của máy thì em phải quay cận cảnh máy, nên có có thể là nhìn vào trong video thì người ta thấy máy nó lớn. Nhưng mà em tùy vào cái báo cái độ size cho mọi người, em dựa vào cái size máy em báo. Tùy vào nhu cầu mà chúng ta sử dụng, ta chọn máy có size phù hợp. Máy size 1000 mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Size 1000 thì cước số 3 chúng ta vào được 65m ạ. Đổ được tay quay trái phải, gạt cước như này. Cước hoạt động tốt nha. Khuyên nâu dao của máy này khá là sáng. Ngoại hình máy em đã giới thiệu rất là chi tiết về cái ngoại hình máy rồi ạ. Đổ được tay quay trái phải. Và hoạt động của máy đây. Hoạt động thì máy quay khá nhẹ nha. Khá nhẹ, khá là ok. Tới video rất là ok. Chốt chặn của máy này quay rất là nhẹ nha. Và máy này, dòng này là của Malaysia xuất nhập. Máy số 1 này có giá là 250.000. Và máy số 1 này nặng là 131g. Tiếp đến máy số 2. Thì máy số 2 đây em có cũng tương tự giống như máy số 1. Ở đây em có con máy của Shimano Holiday Spin 1000. Thì máy số 2 này có ngoại hình sáng hơn một tí ạ. Cũng khá là ok. Tay quay cũng có bị ố nhẹ như này thôi. Thân thì có vẻ sáng hơn, đổi được tay quay trái phải, gạt trước, hoạt động tốt. Khuyên nâu dây của máy rất là sáng nha. Mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Máy này là cái phần cối, phần nồi của máy này với thân là carbon, tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải. Đây, ngoại hình máy thế này, máy khá là ok ạ. Ngoại hình máy đẹp nha. Và máy này cũng rất là nhỏ, size nhỏ thôi, máy size 1000 thì ngoại hình sẽ nhỏ nha mọi người. Và dòng này là của Singapore xuất nhập, máy số 2 này có giá là 280.000. Rồi hoạt động của máy này quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy quay rất là êm. Máy này có giá là 280.000. Máy số 2 này nặng là 212g. Tiếp đến máy số 3. Máy số 3 đây em có con máy của Daiwa, dòng mà Daiwa Long Cast Bull. Tên cụ thể chi tiết là 1502B, dòng mà Regan X. Máy này thì cái nồi máy bằng kim loại này, thân bằng carbon, tay quay dòng đây là tay quay nhôm nhé mọi người, đổi được tay quay trái phải. Khuyên nâu dao của máy này rất là sáng, gạt cước ạ. Ok, mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Dòng này cái khóa số này và cái nắp này là dòng là cái rôn ở dạng họ thiết kế kiểu nắp mà chúng ta chống nước nha mọi người, siết khá là chặt, không có khe nước, không có vào được đâu mà. Và sức tải của máy này có thể kéo lên được là 3,6 kg. Size thực của máy cũng chỉ có 1000 thôi ạ. Nhưng mà ngoại hình máy khá là đẹp. Máy khá đẹp, khá là chắc máy nhá. Đổi được tay quay trái phải, không có trời sức thì đáng kể kìa. Chỉ phần lưng máy thôi này. Và máy chạy bằng 2 bạc đạn. Hoạt động của máy này rất nhẹ, khá nhẹ vậy. Chốt chặn được hoạt động tốt. Máy quay rất là êm ạ. Và máy này là của Thái Lan xuất nhập, máy số 3 có giá là 350.000. Máy này nặng là 122g. Tiếp đến máy số 4.
Máy số 4 ở đây em có con máy Ryobi form, máy cũng khá là đẹp nha. Và máy này á có tên cụ thể là Ryobi Applause SS700i. Tên của máy đây ạ. Form máy rất là hiện đại, nhìn rất khá là đẹp. Và cối của máy này là bằng kim loại nha mọi người. Bằng inox này. Cái cối này thiết kế chúng ta có thể câu được nước mặn nha mọi người. Và đuôi máy, form máy khá là đẹp. Và thông số cước của máy này, cước số 3 chúng ta vào được 65m thì máy này cũng xa chỉ có 1.000 thôi ạ. Và máy này thì tại vì có Rio là 5.1, sơn của máy cũng có cái nắp rong kiểu chống nước, thiết kế chống nước. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn. Máy này có Rio là 5.2 và máy chạy bằng 4 bạc đạn nha mọi người. Cái số 4 này nó bị băng rồi. Bởi vì hôm trước em có một con máy y hệt như thế này. Y hệt. Và màu nó ngoại hình cũng tương tự, màu nó màu xanh. Và cái thông số trên máy nó vẫn còn là 4 bạc đạn. Mọi máy này chỉ bị băng chắc nhỉ lần này bằng cái tay quay này thôi. Còn mọi thứ khá là ok. Phen nội của máy này khá là sáng nha. Giặt cước này. Hoạt động tốt. Máy ngoại hình khá là đẹp nha. Con máy rất là sáng nha. Đổi được tay quay trái phải. Quay rất là nhẹ và êm. Nếu khách nào người ta câu lua ra câu cần ISO thì rất là ok. Và máy này thắng có ABS nha. Đèn 4 mặt đạn. Dừng ngay tức khắc lên ạ. Chốt chặn hoạt động tốt. Và máy này là của Nhật. Máy số 4 này có giá là 750.000. Máy này nặng là 171 g. Tiếp đó nữa máy số 5. Máy số 5 ở đây em có con máy Shimano Navi. Navi XT2000. Máy này xa 2000 nha mọi người. Cối bằng kim loại, cối này cối inox. Inox này cối này màu và mà gold thế này thì chúng ta câu được cả nước mặn nha mọi người. Gạt cước. Gạt cước máy như này nha. Ok. Thì về mặt ngoại hình, máy này có bị băng tróc cái xước cái phần đuôi máy thế này nè. À, trên cối thì cũng có những vết xước nhẹ. Nói chung là máy này ngoại hình có bị trầy xước. Máy chạy bằng 4 bạc đạn luôn ạ. Khuyên nao dây, cái khuyên nao dây được mẹ gôn khá là ok này. Gạt cước thế này nha. Hoạt động bình thường. Và mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Máy size 2000 nha mọi người. Đổ được tay quay trái phải. Máy này chủ yếu thì nó bị trầy xước cái nhị trên cối thế này thôi. Và cái viền nồi máy này, viền thân máy. Tay quay chúng ta đổi được tay quay trái phải. Và hoạt động của máy này, hoạt động thì máy khá là ok. Chốt chạy nè. Chạy hoạt động tốt. Máy này cũng có chạy ABS nha. À, câu lua, câu rê, câu linh xe hoặc là câu cả cần ISO đều được cả. Và máy này là của Malaysia xuất nhập. Máy số 5 có giá là 430.000. Máy này nặng là 132 g. Tiếp đến máy số máy số 6 ạ. Máy số 6 ở đây em có con máy của Shimano Alivio 2000. Máy này cũng xa 2000. Cối của máy thì bằng kim loại nha mọi người. Thân carbon, tay quay kim loại, đổi được tay quay trái phải. Máy này ngoại hình không được sáng lắm bởi vì nó cũng có trầy xước mà. Máy này ngoại hình có trầy xước. Xa 2000 thôi ạ. Mô bên sóng, lưỡi gà vẫn còn. Máy ngoại hình có trầy xước như thế này. Khuyên nao dây của máy này. Khuyên nao dây bên trong khá là ok nhé mọi người. Gạt cước. Hoạt động tốt. Và hoạt động của máy đây. Máy quay rất là nhẹ nha. Và máy này cũng vậy, cũng có thắng bằng ABS nha. Máy quay khá là ok. Máy này ngoại hình là xấu. Cũng không xấu lắm gì nữa, cũng khá là cái bị trầy xước cái viền như thế này thôi. Còn phần thân này, nước sơn phần thân rất là sáng nha. Bị trầy xước mà. Cối thì có hình này, cái nóc này. Và máy này của Malaysia xuất nhập. Máy số 6 có giá là 380.000. Máy này nặng là 117 g. Tiếp đến máy số 7. Máy số 7 ở đây em có con máy Shimano Navigator Alpha 2000. Tên của máy ở đây ạ. Máy này thì cối bằng cũng bằng kim inox này, bằng kim loại. Thân và tay quay là carbon, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình thì máy này cũng khá là ok. Phần thân không có trầy xước gì đáng kể cả. Đây, nhìn cũng khá là sáng. Cối thì có xước nhưng mà cũng nhìn rất là sáng nha. Cước số 3 chúng ta vào được 150m thì máy này size khoảng 3.000. Cối bằng kim loại. Dòng này là dòng cối nông nha mọi người. Mô bi sóng lưỡi gà vẫn còn. Cối nó khá cao nè. Ta ra dây cũng rất là nhanh.
Khuyên nâu dây của máy bằng lõi xứ nâu như này, khá là sáng, đặc cướp, hoạt động tốt. Và hoạt động của máy này, máy quay rất là nhẹ nha, chốt chặn hoạt động tốt. Máy quay rất là êm nha. Cái dòng này đã như vậy thôi nha mọi người, không phải máy bị lỗi gì hết, cả em đã kiểm tra khá kỹ rồi, máy khá là ok, không vấn đề gì cả nha. Và máy này nặng là 280g và máy số 7 này có giá là 380.000. Size thật của máy là size 3.000 nha mọi người. Cước số 3 anh ta vào được 150m, máy này size 3.000. Tiếp đó máy số 8 ạ. Máy số 8 ở đây em có là một con máy của Daiwa, dòng mà Daiwa Sprinter R3000, tên của máy thôi. Và size thật của máy là cước số 4 chúng ta vào được 150m. Máy này size đến 4.000 luôn ạ, size thật của máy. Theo thông số cước nha. Máy này bằng cối bằng kim loại, thân là carbon, tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải nha. Và dòng Daiwa này là của Daiwa sản xuất Việt Nam, xuất Nhật nha mọi người. Gạt cước nè, hoạt động tốt. Khuyên nâu dây của máy, giá sáng nha. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn. Cái dòng này thì cái nắp này của tôi cũng là họ ta có ron chống nước cả nha mọi người. Nắp vạn kiểu này. Đấy, ok. Xa 4.000 nhưng mà cái dòng này thiết kế, nhìn cái form máy nó không được lớn lắm. Em báo dựa vào thông số cước cả nha mọi người. Mà tên đầu máy thì nó ít, có khi thì nó sẽ đi trùng với cái size, có khi nó không có trùng với cái size luôn. Form máy khá là đẹp. Đổ được tay quay trái phải ạ. Mô bi sóng lưỡi gà vẫn còn ạ. Dạ, rất ok. Quay nâu dây của máy thì khá là sáng. Và hoạt động của máy này, máy quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn ạ, hoạt động tốt. Và máy này cũng có chặn ABS nha. Chặn ABS cả. Và máy này số 8 là máy Daiwa Việt Nam xuất nhập. Máy số 8 có giá là 450.000. Và máy này nặng là 155g. Tiếp đến máy số 9. Máy số 9 ở đây em có con máy của Shimano BBX800, tên của máy. Ở đây em có con là một con máy thắng tay nha mọi người. Có cò thắng tay. Có Trito là 4.6, cối của máy là bằng carbon này. Thân bằng kim loại nha mọi người, tay quay đây, tay quay nhôm nha, đổi được tay quay trái phải này. Ngoại hình máy này khá đẹp, máy này trời xước khá là nhỏ. Cối cũng rất là sáng, máy chạy bằng 4 bạc đạn. Ở đây ngoại hình máy thế này. Chạy bằng 4 bạc đạn, tem hai bên đầy đủ. Tay quay dòng tay quay nấm, tay quay cán gỗ thế này. Có ok, không vấn đề gì cả. Và những cái máy mà chúng ta thắng tay này đều là máy mô bin chết. Chúng ta thắng tay bằng, chúng ta xả mô bin bằng cần thần thông bằng cách thắng tay thế này nha. Khuyên nâu dây của máy sáng. Cứ ok. Ngoại hình máy đẹp nha. Máy size này. Và size của máy này thì cước số 3 chúng ta vào được 160m. Máy này size 3.000 thôi ạ. Và hoạt động của máy này ạ. Máy quay rất là nhẹ nha. Máy này có cả chốt chặn thôi nè. Và có thể sử dụng cả thắng tay nếu ta không có lắp chốt chặn. Thắng tay hoạt động khá là ok. Máy chạy bằng 4 mặt đạn. Và máy này là của Nhật, máy số 9 có giá là 500.000. Máy này nặng là 158g. Tiếp đến máy số 10. Ở đây ạ. Máy số 10 ở đây em có con máy khá là đẹp nha. Máy này là của Shimano. Và máy này cũng có cả cò thắng tay nữa nè. Shimano BBX EV2000, tên của máy. Cối của máy là bằng kim loại này, nghe nắp nha mọi người. Ngoại hình máy thì thân máy khá là sáng. Tay quay của máy thì là bị cong nhẹ thế này thôi. Dòng này thì rất là ít gặp. Dòng này cũng là thuộc những cái dòng máy carbon đời cao nhé. Và thông số cước của máy đây ạ. Em tìm xong thông số cước. Cước số 2 chúng ta vào được 150m thì máy này size 2.000 thôi. Và cái size 2.000 nhưng mà thiết kế form máy khá là lớn. Vì cái này là dòng máy cối nông nha mọi người. Nồi cối ok. Và bên trong của máy khá là sáng này. Cái cối nồi của máy, bài cối bằng inox rất là đẹp. Rất là sáng này. Rất là mới bên trong. Chỉ có mỗi tội là bên ngoài có trài xước thế này với cái tay quay thế này thôi. Còn mọi thứ khá là ok. Đây, lưng máy thế này nè. Bên trong rất là sáng nha. Và máy này cũng ngoài cũng làm mô bin chết cả.
dòng carbon đồi cao nè. Ngoại hình là rất là sáng, khá là đẹp. Khuyên đôi dây của máy đây ạ. Rất là ok. Gạt cước làm tốt. Này chúng ta câu lua rơi hoặc là câu cần ISO thì rất là ok. Cái này dòng này dòng carbon nó khá là nhẹ nè. Hoạt động của máy rất là êm. Nó không có dòng này họ thiết kế không có chốt chặn gì cả nha mọi người. Chúng ta muốn chặn lại là chúng ta bằng thắng tay này. Đeo đây luôn. Không cho cái này chúng ta dùng bằng thắng tay. Thắng khá tốt. Máy này rất là đẹp nha. Và máy này nặng là 246 gram. Và máy này là của Nhật nha mọi người. Và máy số 10 có giá là 1.500.000. Dòng này rất là ít gặp và dòng carbon đời cao nha mọi người. Tiếp đến máy số 11. Máy 11 ở đây em có con máy của Daiwa Tournament GS. Đây là dòng Daiwa Tournament GS 1000. Size thật của máy này là tầm khoảng 5.000. Cối kim loại bằng inox. Thân là carbon tay quay là kim loại. Tay quay nhôm này, đổi được tay quay trái phải. Tay quay này tay quay carbon luôn nha mọi người. Đổi được tay quay trái phải. Thì cái máy này trên thân này nó bị bong tróc cái mực in thông số thôi, chứ còn nó không có trầy xước gì đáng kể trong cái thân này cả. Và khuyên đôi dây của máy đây, khá là sáng nha. Size thật của máy là 5.000, gạt cước ok nha. Và máy này thì có cái trợ lực dây nha mọi người. Trợ lực dây ở đây, cái dòng carbon đồi cao này thì họ không có trợ lực kiểu giống như những con máy kim loại. Cái này nó không có giống như máy kim loại, mà trợ lực đây là trợ lực bằng bi, hỗ trợ chúng ta lực kéo cho máy, trợ lực những máy này. Thì sức tải của máy này khá là ok. Cối bằng inox thì những cái này chúng ta có thể câu lục đều ok cả. Nếu như chúng ta khách muốn là cái cối bằng kim loại này, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình thì nó cũng có bị trầy xước như này. Ngoại hình có bị trầy xước đây. Và hoạt động của máy này, máy quay rất là nhẹ nha. Quay khá là ok. Chốt chặn và hoạt động tốt. Và máy này là của Nhật, máy số 11 có giá là 750.000. Máy này nặng là 276 gram. Tiếp đến máy số 12. Máy 12 đang có con máy của Ruby Carbon Spark. Máy này full carbon, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình máy này có trầy xước nha mọi người. Đây trầy xước nè. Nói chung là máy này bằng carbon, cũng có trầy xước. Thông số cước ở trên cối đây ạ, cước số 6 vào được 160m, cước số 5 vào được 200m thì máy này size tầm khoảng 5.000. Đây, máy này mô pin sóng này nha, mô pin sóng nhưng mà bị mắc lưỡi gà. Đây, xoay được nha mọi người, xoay được nghĩa là nó mô pin sóng, không có lưỡi gà nó không có kêu ri thôi. Nhưng mà chúng ta câu vẫn bình thường, cho một số khách thì không thích có lưỡi gà. Lưỡi gà này lúc có kêu ri người ta không thích. Một số khách là như vậy ạ, chứ không phải là không câu được. Chức năng câu máy rất là ok, không có vấn đề gì cả. Đổi được tay quay trái phải, máy này có ngoại hình là trời xước thôi. Size tầm khoảng là 4.500-5.000. Size của máy là 5.500 đúng không ạ? 5.000-5.500. Mô pin sóng này, lưỡi gà vẫn còn và chốt chạy của máy này ạ. Đó là ok nha. Và máy này nặng là 271 gram. Và máy số 12 này có giá là 380.000. Tiếp đến nữa máy số 13. Ở đây em có hai con máy số 13 và 14 đều là máy của Daiwa Emblem. Dòng cối nông, mô pin sóng cả nha mọi người. Và nhưng mà cái hơi khác dòng một tí, hơi khác cái một tí thôi chứ không khác nhiều lắm đâu. Thì đầu tiên em giới thiệu con máy số 13 một tí trước. Máy 13 em có con máy Daiwa Emblem X tên là 5000T. Còn máy số 14 game là Daiwa X5000BT. Khác như một tí thôi. Và nó khác cho mình là có một vài đặc điểm khác em sẽ giới thiệu sau ạ. Thì thông số cước máy này là full carbon nha mọi người. Đổi được tay quay trái phải ạ. Đây, full carbon. Dòng này là dòng cối nông, mô pin sóng ạ. Cước số 6 ạ. Cước số 6 của máy đó. Cước số 6 ta vào được là 300m này. Cước số 8 ta vào được 200m. Thì máy này vẫn còn dao động khoảng 9.000 nha mọi người. Đây, ngoại hình máy có bị trầy xước ạ. Máy có bị trầy xước như thế này nha. Đây.
Nói chung là máy nhìn chung cũng có trầy xước. Nhưng mà cái dòng này chúng ta cạo cá thì khá là ok nè. Sức kéo của máy Mobi 6 này lưỡi gà vẫn còn. Sức kéo của máy là 11,4 kg nha mọi người, theo thông số ghi trên cối này. Và cái này nắp thở thiết kế thế này cũng là dạng là nắp có ron cả ron chống nước này chúng ta. Và mấy cái dòng này là cốt kia khối nong thế này và có cái vòng bi trợ lực cả nó. Đây qua em đem họ thiết kế như thế. Chúng ta cũng vô tư câu rồi. Dòng này khá khỏe nhé. Phiên đầu dây của máy này khá sáng. Thì ngoại hình của hai máy 13, 14 thì nó tương đồng nhau. Có một vài cái nhược điểm nhỏ giống nhau. Là cướp ok. Máy này thì cái phần tay quay này, cái phần nấm này, nó bị vỡ cái miếng nhựa cao su lắp bên ngoài. Nó còn cái lỗi bên trong này thôi. Những cái lỗi bên trong này thì nó khá bằng khá là ok rồi. Chúng ta cầm quay rất là ok. Nó vỡ cái miếng giống như cái kiểu tương tự như máy này nè mọi người. Nó vỡ cái miếng bên ngoài thôi. Còn cái nhông bên trong. Thì thường những con máy carbon mà đời cao thế này thì nó cũng hay, rất là khi nhập về nó rất là nhiều, bị rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Máy chạy bằng 3 bạc đạn nha. Và hoạt động của máy này, máy này ngoại hình như thế này, có trầy xước mà màu cũng khá là sáng. Và hoạt động của máy đây, máy quay rất là nhẹ nha. Đây, mỗi lần máy nó khi gần dừng lại thì nó có, mọi người nghe cái thiết phát ra tiếng kêu xè xè như thế này, nó cái nghĩa là nó, tôi nghĩ nó bị lỗi. Không phải nha mọi người, bởi vì cái hai cái bên máy họ thiết kế ha, có hai cái gàn cướp nè. Đây, cái này đã chống để chúng ta không có bị rối cướp này. Thì cái này nó sẽ hãm. Đấy, nó cạ vào cái cối này, nó hãm này. Đấy, khi bắt đầu quay nó cũng cạ thôi, khi vào tua rồi. Đấy, giờ nó dừng lại nó sẽ cạ như này. Là bình thường nhé mọi người, không vấn đề gì cả. À, máy này có ISO là 5.1 đến 5.2, nó không ghi nhưng mà em là kiểm tra trực tiếp thì nó có ISO là 5.1 đến 5.2 nha. Chốt chạy nè. Chốt chạy máy. Hoạt động tốt. Máy này họ thiết kế có hai cái gàn cướp như thế này. Cái này để hỗ trợ chúng ta không có bị rối dây khi mà chúng ta vào dây. Hai gàn cướp. Và máy này nặng là 543 gram. Và máy này của Nhật. Và máy số 13 này có giá là 1.200.000. Máy Daiwa Emblem. Và tiếp đến máy số 14 tương tự. Nhưng mà máy số 14 có dòng là 5.000 BT. Và máy số 13 lúc nãy là 5.000 T. Nó chỉ khác ở một chỗ là máy này có Rito hơi chậm hơn một tí. Nó có Rito tầm khoảng là 3.8. Và máy này cái bột lụm bị cái lỗi là bị mất cái nấm cao su giống bên này thôi. Cái này thì nó dùng để trang trí. Nếu mà khách nào không có quan tâm đến cái đặc điểm đó thì chúng ta không có ảnh hưởng gì đến cái chức năng. Và máy này có size cũng giống như máy số 13, tầm size khoảng 9.000. Và sức kéo cũng tương tự như vậy. Và cũng có cả cái trợ lực đồng bi nữa nhé mọi người. Đây qua em và đem họ được thiết kế như vậy. Cũng là mô vi sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Nó sẽ hỗ trợ lực kéo cho ông ta. Những cái dòng máy mà có nong được thiết kế kiểu cối thế này á, thì đã cạo khá khỏe rồi. Mà còn thêm có cả trợ lực bằng pin thế này nữa. Thì mọi người rất là yên tâm khi chúng ta sử dụng những cái dòng này. Cạo được cạo cái lớn nha. Và cái thanh gạt cước này, gàn cước này hoạt động khá là ok này. Nó hoạt động tốt khi quay nó sẽ cạ vào nó kêu như vậy thôi. Khuyên đầu dây của máy này, cái sáng nha. Đây, gạt cước ạ. Hoạt động tốt. Máy này thì nó cũng chạy bằng 3 bạc đạn. Máy này có Rito nó không được bằng cái máy số 13. Rito đó là 3.8 nha mọi người. Rito nó không cao thì chúng ta thu dây nó hơi bị chậm thôi. Nhưng cái lực của máy thì lại khỏe hơn nhiều. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy này thì cái tay quay ok. Không vấn đề gì cả. Bằng nắm tay quay nè. Và máy này là cũng của Nhật, máy số 14 có giá là 900.000. Máy này nặng là 424 gram nha mọi người. Em kiểm tra lại chính xác thôi. Sao máy này nè.
418 g. Và đó là máy số 14 em vừa mới giới thiệu xong, là lô gồm có 14 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 hoặc là comment bên dưới video. Khách chốt hàng bằng cách comment bên dưới video thì cho em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ nhé mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.